Cô chào các em học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Chu Văn An. Chúng ta vừa hoàn thành chủ đề 2, các thể cơ bản của chất. Ta nhắc lại một số khái niệm trong chủ đề vừa. Em nhìn lại sơ đồ tóm tắt chủ đề 2. Chất rất đa dạng. Mỗi chất có những tính chất hóa học và tính chất vật lý đặc trưng cho chất đó. Em hãy nhớ lại đó là các tính chất nào. Ta có 3 thể cơ bản của chất là thể rắn, thể lỏng, thể khí. Các thể này có đặc điểm gì về liên kết, về hình dạng, khả năng bị nén và khả năng lan truyền? Ta hiểu như thế nào về các quá trình chuyển thể của chất? Quá trình nóng chảy, bay hơi, ngưng tụ, đông đặc và sự sôi? Từ chất tạo nên các vật thể. Vậy phân loại vật thể như thế nào? Các kiến thức này, các khái niệm này cô yêu cầu các em phải hiểu và thuộc hỏi tới là phải nhắc được sách khoa học lớp 4 có nhắc đến vai trò của không khí đối với quá trình quan hợp và hô hấp ở thực vật các em đã được giới thiệu về khí oxy lên lớp 6 chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về khí oxy hay oxygen qua chủ đề oxygen và không khí oxygen còn được gọi là dưỡng khí đây là loại khí duy trì sự sống cho sinh vật vậy oxygen có ở đâu oxygen có trong các môi trường mà sinh vật sinh sống và nhiều nhất là trong không khí ta tìm hiểu qua bài số 9 oxygen với các nội dung chính một số tính chất của oxygen tầm quan trọng của oxygen thường xuyên hít thở khí oxygen trong không khí em có cảm nhận được màu mùi vị của oxygen không ta nói được ngay một số tính chất vật lý của oxygen đây là chất khí không màu không mùi không vị và khí này nặng hơn không khí oxygen có trong nước để duy trì sự sống cho các sinh vật trong các hồ nuôi cá người ta thường dùng các thiết bị sụp không khí để bổ sung oxygen cho cá trong hồ vì sao vậy các em do oxygen tan rất ít trong nước. Một số tính chất vật lý khác của oxygen. Nhiệt độ hóa lỏng ở âm 183 độ C. Oxygen lỏng có màu xanh nhạt. Được đựng trong các bình thép không rỉ. Điều này giúp thuận tiện cho việc bảo quản và vận chuyển. Oxygen lỏng sử dụng nhiều trong y tế. Ngoài ra, Oxygen hóa rắn ở âm 219 độ C. Em ghi nhận nội dung phần 1. Oxygen là chất khí, không màu, không mùi, không vị, nặng hơn không khí và tan ít trong nước. Tầm quan trọng của oxygen Oxygen cần thiết cho sự hô hấp của con người và các sinh vật khác trên trái đất. Các bệnh nhân khó thở, suy hô hấp, thợ lạnh biển, nhà du hành vũ trụ cần nhiều oxygen để duy trì sự sống. Oxygen duy trì sự cháy, các chất cháy được khi được đốt cháy trong môi trường có oxygen. Cây nến đang cháy thì vụt tắt khi không có đủ oxygen. Que đóm còn tàn đỏ, vụt cháy khi được cung cấp oxygen. Oxygen cần cho quá trình đốt cháy nhiên liệu như củi, than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của con người. Oxygen rất quan trọng và cần thiết cho sự sống và sự cháy. Tuy nhiên, các đám cháy gây nguy hiểm cũng có sự tham gia của oxygen. Vậy cần làm gì để dập tắt đám cháy? Các em biết là chất cháy sẽ bị cháy khi trong môi trường đủ nhiệt độ cháy và đủ khí oxygen. Muốn dập tắt sự cháy, em sẽ làm một trong hai cách sau: hạ nhiệt độ chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy hoặc cách ly chất cháy với oxygen. Các em ghi nhận tầm quan trọng của oxygen vào trong tập. Oxygen duy trì sự sống và sự cháy. Ví dụ, bệnh nhân khó thở thì cần cung cấp nhiều oxygen. Đốt cháy khí ga để nấu chín thức ăn. Các em sẽ tự lấy các ví dụ khác để nói về tầm quan trọng của oxygen. Với các kiến thức vừa học, ta vận dụng giải các bài tập sách giáo khoa trang 47. Các em đọc đề. Cho biểu đồ về một số hoạt động tiêu thụ khí oxygen như hình dưới đây. Thì lĩnh vực nào tiêu thụ nhiều oxygen nhất? Lĩnh vực nào tiêu thụ ít oxygen nhất? Ta dễ dàng nhận ra lĩnh vực luyện thép sẽ tiêu thụ nhiều oxygen nhất, còn lĩnh vực thuốc nổ, nhiên liệu tên lửa và hàn cắt kim loại sẽ tiêu thụ ít oxygen nhất. Câu B, hãy tìm hiểu và nêu vai trò của oxygen đối với lĩnh vực y khoa và hàn cắt kim loại. Thì trong lĩnh vực y khoa, oxygen dùng để hỗ trợ bệnh nhân thở. Còn trong lĩnh vực hàn cắt kim loại, thì oxygen là chất duy trì sự cháy. Nó sẽ đốt các khí hóa lỏng và sử dụng cái lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy cái khí này để hàn cắt kim loại. Bài tập 2. Trong quá trình chữa cháy, nếu đám cháy xăng dầu nhỏ, người ta có thể sử dụng tấm chanh dày lớn mà trùm nhanh lên đám cháy mà không dùng nước để dập tắt đám cháy em hãy giải thích tại sao lại làm như vậy thì các em biết xăng dầu không tan trong nước và nhẹ hơn nước nên nổi lên trên mặt nước lan rộng ra tiếp xúc với oxygen và sẽ tiếp tục cháy lớn cho nên các em sẽ chùm chanh kín dày lên cái đám cháy này nhằm cắt nguồn oxygen do không khí cung cấp ngăn cho xăng dầu không tiếp tục cháy được thêm. Bài tập 3. Khi nào chúng ta cần sử dụng các biện pháp hỗ trợ nhằm cung cấp nguồn oxygen cho hoạt động hô hấp? Câu hỏi này cô đã nhắc đến trong phần bài học. Các em nhìn lại các hình vẽ và thử nhắc lại cho cô. Đó là các hoạt động nào? Chúng ta sẽ sử dụng các biện pháp hỗ trợ nhằm cung cấp nguồn oxygen cho các bệnh nhân khó thở hoặc là suy hấp, các thợ lạnh biển hoặc các nhà du hành vũ trụ. Bài tập 4. Tại sao trong bể nuôi cá cảnh thường lắp một cái máy bơm nước nhỏ để bơm nước liên tục đồng thời trồng thêm một số cây thủy sinh? Thì các em biết là người ta lắp cái máy bơm sụp nước để tăng khả năng hòa tan oxygen trong không khí vào nước, đảm bảo cung cấp đủ oxygen cho cá việc trồng cây thủy sinh cũng nhằm mục đích tăng oxygen cho cây vì khi cây quang hợp sẽ tạo ra oxygen ngoài ra cây thủy sinh cũng làm bể cá đẹp hơn và gần gũi với thiên nhiên chúng ta vừa kết thúc bài oxygen các em về học nội dung bài và làm bài tập 1, 2, 3, 4, trang 47 sách giáo khoa vào trong vở bài tập.